Ông hùng béo. Ông hùng to chứ cả. To chứ. Ông hùng béo thôi. Ông hùng béo thôi. Nhưng mà nói chung là rẻ thì có rẻ nhưng không ngon. Phan nấm thầy. Phương ơi, nấm ngon nhiều nó bé bé. Phương ạ, nấm ngon nhiều nó cứ bé bé nhỉ. Nhà Phương năm nay mua cành đào ấn tượng luôn nhỉ. Ngon nhưng mà gấp đâu cứ. Thái nhỏ quá. Này mâm ông ăn hết rồi Huy chuyển qua nó chuyển cho chị đây đó. Không, chưa đỡ. Chuyển chuyển nấm nấm đi nha. Để cho sao kìa. Gà, chuyển gà ra. Chuyển gà đi ăn các món. Có 300 cành này nữa. Rẻ lắm, nhưng mà cành đào này đẹp đấy. Ừ, quá đẹp luôn, nhưng mà đẹp, đẹp lắm. Cái ngữ cảnh của cái nhà mình. Đúng rồi. Mà lâu lâu bán cái kiểu cành đào này là khó bán. Không, nhà để nhà mình nó lại đẹp. Chị ơi, năm nay mốt cành này. Năm nay mốt cành đào kiểu này. Nó, đúng rồi, năm nay bắt đầu mới nhiều cành này. Nó để chỗ cái cầu thang đây. Chị này, chính ra là của nó là để cầu thang đây. Trường ơi, chính ra là để cầu thang chỗ này. Phòng lên này này, nhà mình để chỗ này đây. Ừ. Hoa nó hoa lở to, lở đúng ngày. Và có nhiều nụ, nhiều lộc. Nó lở đúng thịt đấy. Không chưa? Ly thơm thế. Đây là của anh này. Em giấu đằng đấy đấy chị ạ. Đúng không? Đây là của anh này. Em làm bỏ đi coi như là hết thì cho hút. Em lưu lại cái khoảng khắc này đấy nhá. Ui giời.